Chiều 11 tháng 8, Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh cho biết lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm cùng đồn biên phòng Hương Quang đã phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hà Tĩnh, Công an huyện Vũ Quang vừa phá chuyên án HT622, bắt giữ một đối tượng thu giữ 10 kg ma túy đá. Sau một thời gian theo dõi, vào lúc 20 giờ 10 phút tối ngày 10 tháng 8, tại trục đường Hồ Chí Minh đoạn qua địa bàn tổ dân phố 3 thị trấn Vũ Quang, các đơn vị chức năng bắt quả tang đối tượng Biện Văn Trường, 35 tuổi, trú tại thôn Mỹ Yên, xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh, thực hiện vận chuyển trái phép số lượng 10 kg ma túy đá bằng phương tiện xe taxi, cũng như thu giữ các tang vật khác có liên quan. Đối tượng Biện Văn Trường đã khai nhận thuê xe taxi vận chuyển số ma túy về địa bàn huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh để cất giấu, sau đó vận chuyển vào tỉnh Bình Dương giao cho một đối tượng khác để nhận tiền công 150 triệu đồng. Vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, củng cố hành vi phạm tội để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.